Bây giờ sang phần mà mình giải đáp mấy cái câu hỏi. Để mình mở mấy cái ví dụ cái này. À, tháng này là tháng mấy ta? Tháng tư. Ngày 2 tháng 4. Đây. Nộp tiền vào tài khoản. Đây. Nộp Đây, cái này tiền. là hơn. Cái này là thanh toán thẻ tín dụng. Thu tất toán chứ. Đúng rồi, 3,4 triệu này. Đúng rồi. Cái chữ thẻ tín dụng. Mình biết là nó là thẻ tín dụng đó, nhưng mà sao 4 chữ này thì phi luận là nó giống như thanh toán thẻ. Thanh Đâu? toán tín dụng. Đâu đâu? Nè cái này nè, chỗ này nè, cái Bốn dòng này hàng. nè. Đây. Này này. Khi có hỏi bạn kế toán thì bạn kế toán bảo đây là của thẻ tín dụng. Nhưng mà thì cái thẻ tín dụng này thì Vi hạch toán như thế nào ta? Tại vì nó bị vướng cái là giống như á, không biết sao mình xài thẻ tín dụng không, mà mình xài nè là nó cho mình hạn mức 100 triệu, cái mình quẹt thẻ hết 30 triệu, cái đấy nó à, giống tức như là nó kiểu gom là cho cả tiêu dùng trong đấy tiền đúng lãi. không? Đúng rồi, nó gom cả tiền lãi rồi cái tiền một gốc ở trong đây, nhưng mà tôi lại không thấy Đúng thể hiện rồi, cái gì ở trong đây, anh không biết đúng sao rồi, đúng rồi. nó có. Nó sẽ cho mình 100 triệu, mình muốn sử dụng bao nhiêu thì sử dụng trong vòng 100 triệu. Và số tiền mình đã sử dụng bao nhiêu thì hàng tháng mình sẽ trả gốc cộng lãi với của nó. Thì Đúng cái rồi. số tiền 3,228 triệu kia là nó thu tất toán. Tất toán đấy nó sẽ bao gồm cả gốc và cả lãi. Thì mình tách nó ra làm sao đến cuối cùng của nó là tổng 100 triệu là được. Nhưng mà giống vậy nè không, nó cho mình 100 triệu trong tháng đó, rồi cái mình xài ví dụ mình xài có 5 triệu thôi, nhưng mà nó bảo là quan nó tháng tới ngày hết tháng đó nó là không bắt mình trả 100 triệu, nó kêu là chỉ trả cần trả tối đa là 1 triệu mấy thôi, chỉ trả tối đa là khoảng chừng 100 ngàn thôi đó, còn 4,5 triệu này nó cho vi nợ mà nó trả lãi trên cái phần này. Thì trong này á Vi lại không biết, không thấy, nó không có thể hiện được cái này á, cái dòng mình là 3,4,7,9 này là nó đang gồm lãi hay là nó đang gồm cái số tiền. Nó bao gồm cả gốc cả lãi đấy. Vậy làm sao Vi hả, ví dụ như gốc á thì là Vi sẽ đưa vô là Bảo bên ngân hàng cung cấp cho cái sao kê chi tiết hơn về cái việc thanh toán này nhá. cung cấp sao kê của cái này nữa không? Bảo ngân hàng cung cấp cái sao kê chi tiết của cái khoản đấy, bao gồm gốc và lãi. Họ có đấy. Thì như vậy mình sẽ hạch toán chuẩn hơn. Chứ còn bây giờ mình ngồi mình tính cũng được, nhưng mà nó không được chính xác lắm đâu. Trên sao kê nó lại chỉ thể hiện cái này mà nó lại không cái kia, nên là Đúng mình không rồi, biết đúng là rồi. tụi Cái nó. này nó chỉ thể hiện chung thôi, còn nó có cái thể hiện chi tiết đấy. Nhưng mà ý Phi nói gì nè, cái tài khoản của nó không, cái tài khoản của bản Việt á, thẻ tín dụng á, nó lại là một cái tài khoản khác, Đúng rồi. nhưng mà khi nó trừ thì nó lại trừ cái tài khoản khác. Đúng rồi. Khi nó trừ thì nó trừ tài khoản gốc của mình vẫn thường hay sử dụng. Đúng rồi, thì lúc đó là giả sử như Vi tái thì Vi hạch toán sao ta? Khoan, nói về cái đấy đã, nói về cái bước 1 của nó. Khi mà mình lấy cái số tiền ví dụ như là 50 triệu trong cái 100 triệu đấy ra để sử dụng, mình có phản ánh cái gì không? Không, mình chỉ quẹt thẻ thôi, đâu có làm gì đâu. Thế mình không quẹt thẻ mà mình cứ hạch toán ghi giảm 341 thì có nó đúng hay nó sai? Mình thẳng 341 quá hả? Giống như mình Bây đang giờ vay. mình xác định là mình trả tiền vay, đúng không? Cái đấy là mình vay rồi. Đúng, thực chất nó là khoản vay. Bây giờ mình trả cái khoản vay đấy cho bên ngân hàng, cả gốc cả lãi đấy. Thế bây giờ mình vay thì mình sẽ trả, thì mình sẽ hạch toán vào tài khoản 341 là đúng rồi. Thế nhưng mà phản ánh có ở khoản 341 thì mình đã phản ánh chưa? Trong khi đó mình cầm thẻ, mình đi quẹt thẻ, nó làm giảm công nợ 331, đúng không? Và lúc đấy mình lại hạch toán là 112 hay là có cho 341. Nếu mà cái mà Vi đang làm á, Vi không, Vi đang làm nha, là Vi xem nguyên cái này luôn là nó đang thu hồi gốc, Vi chưa có động vô lần lãi, cho nên á là Vi sẽ, Vi cho giảm 341. Ừ, được, cứ gọi cho nó là ghi giảm 341 đi.
Nhưng mà cái phần ghi có của 341 đối với cái khoản đấy mình đã hạch toán chưa? Chính đó, chỗ đó là vì đấy tính là gì, không có phần có phần ghi giảm, tự nhiên ghi giảm á. Đúng rồi. Mà bây giờ cái ngân hàng đấy nó cho mình vay tiền 50 triệu ở trong tài khoản bản Việt đấy. Nhưng cái thẻ đấy nó lại không liên quan gì đến cái ngân hàng gốc của mình, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thế thì lúc mà mình đi thanh toán ấy thì những cái đấy nó liên quan đến nghiệp vụ liên quan đến của công ty hay là cá nhân? Ví dụ như là mình đi mua Cái thẻ tín dụng này á là được, ví dụ như là liên quan công ty Ừ, thì đúng bạn rồi. kế toán bạn sẽ cần cái thẻ tín dụng đó, bạn thanh toán ví dụ như là Ok. vô Sumo ấy Đúng, ăn 10 đúng. triệu thì quạt lấy cái thẻ, quạt cái thẻ đó. Rồi, ok, hiểu. Thế khi mà hạch toán cái hóa đơn về tiền ăn uống đấy thì mình hạch toán cho nợ tài khoản 642, đúng không? Nợ tài khoản cho 133, đúng không? Thuế, đúng không? Và có ở đây là không phải là mình thanh Có toán báo từ không ạ? tiền gửi ngân hàng của mình, mà cũng không phải mình thanh toán bằng tiền mặt của mình, mà lúc này nó phải là có của tài khoản 341. À, đúng rồi. Và ở cái phần mã thống kê ở bên dưới này này, khi hạch toán mua hàng về cái hóa đơn tiền ăn uống ví dụ như thế mà thanh toán bằng quẹt thẻ đấy thì mình sẽ hạch toán là nợ cho 6422. Đây, lúc này nó không phải là 331 mà nó cũng không phải là 111. Mà cụ thể hơn mình có thể tách cái thằng khoản 341 này ra này là thành 3411, 3412 và 3413. 3413 ở đây nó chính là các cái khoản ca thẻ tín dụng. Hiểu không? Mình thêm tài khoản. Mình tách riêng nó ra như thế để mình theo dõi cho nó được chính xác. Là mình biết được là cái khoản 3413 đấy là mình vay của cà thẻ. Đến lúc nào mà mình trả tiền của khoản vay cà thẻ đấy nó chính là ở cái phần nghiệp vụ trả 3 triệu mấy đây này. Cứ gọi cho nó là trả tiền gốc đi, được chưa? Thì lúc này mình sẽ hạch là toán là 3413, nợ 3413 và có cho tài khoản 112. Hiểu ý không? Rồi, Vi hiểu rồi. Giờ Đó. Vi mới đã Thì xong á. bây giờ cái thằng này nếu mình xác định đúng là nó cà thẻ và thật thì là mình sẽ hạch toán 3413 và mình tạo cái thằng tài khoản này là 3413 này. Và sang phần mã thống kê, đúng rồi, mã thống kê đấy. Mã thống kê ở bên đây này. Mình sẽ nhấn mình tạo một mã. Ở đây là mình ghi là thẻ tín dụng. Xong rồi ghi cái số thẻ tín dụng ấy ra. Xong rồi tên là thẻ tín dụng ngân hàng bản Việt chẳng hạn. Làm sao mà mình ghi cái tên làm sao nó rất dễ hiểu để dễ theo dõi. Hiểu không? Thì ví dụ nhá, thẻ tín dụng ngân hàng bản Việt này. Mình cất này. Đấy, thì khi mà mình muốn xem cái thống kê liên quan đến cái thẻ tín dụng của ngân hàng bản Việt đấy, mình vào tìm chứng từ. Mình nhấn cập nhật, nhấn thêm, mình tìm kiếm theo mã thống kê. Đây, đây mình tìm kiếm bằng cái thẻ tín dụng của ngân hàng bản Việt này, nhấn tìm kiếm để xem nó lên những cái chứng từ nào mà mình chi bằng cái tiền ngân hàng bản Việt đấy. Xong sau đó mình cộng vào hoặc là mình kiểm tra xem có đúng là nó thanh toán bằng ngân hàng bản Việt ví dụ đấy không, kiểm Mình tra cho tìm nó chỗ tìm dễ. cái nhân từ hướng ngắn của đảo không? Đây này, nhấn vào chỗ tìm kiếm này, tìm chứng từ này. À, rồi rồi. Xong rồi nhấn cập nhật này, nhấn thêm này. Muốn tìm kiếm theo cái gì? Tài khoản nợ hay tài khoản có hay số chứng từ hay là theo cái gì thì mình chọn vào đây. Xong rồi là mình chọn khoảng chọn tiếp cái dưới. Ví dụ như là mình muốn tìm theo số hóa đơn chẳng hạn thì mình chọn muốn chọn đúng cái số hóa đơn đấy thì mình chọn bằng. Nó ghi đúng cái số hóa đơn đấy vào đây, nhấn cập nhật, nhấn tìm kiếm là được. Trong trường hợp là mình đã hạch toán hóa đơn số 01 rồi nhưng mà mình không nhìn thấy nó ở trên phần mua hàng, hiểu không? Thì mình tìm kiếm như thế này. Nó là nhanh. Đấy là cái mục tìm kiếm. Thế thì bây giờ hiểu về cái vấn đề của ngân hàng thẻ tín dụng chưa? Rồi, tại Thứ vì nhất viên ngồi viên là nói phải xem cái nghiệp vụ mà liên quan đến thanh toán bằng thẻ tín dụng đấy, nó là những nghiệp vụ nào. Thì mình phải ghi có cho tài khoản 3413 22 này, thẻ tín dụng. Thứ nhất là tạo tài khoản 3413
là vay thẻ tín dụng. Thứ hai là kiểm tra các hóa đơn chứng từ liên quan đến thanh toán đầu vào bằng thẻ tín dụng. Lúc này mình sẽ hạch toán nợ tài khoản 6422 hoặc là 152 hoặc là 156 tùy, đúng không? Nợ 1331 và có cho tài khoản 3413 chứ không phải là có cho 331 hoặc 111 hay là 112 nữa. Thấy chưa? Biết tiếp theo là khi trả tiền vay tín dụng thì lúc này vẫn vào ngân hàng chi tiền thôi. Nợ cho tài khoản 3413 và có cho tài khoản 112. Ok. Đọc đi những cái này Rồi, đấy là thẻ tín dụng. Tiếp, vấn đề tiếp theo. rồi có cái này. Khi mà tại vì đặt câu hỏi là ngân hàng giải ngân thì tài khoản vào tài khoản thì đối tượng ở đây là gì, là do À, đây là cái ngân hàng giải ngân chứ không phải tín dụng nữa đúng không? Ngân hàng giải ngân vào tài khoản của công ty mình hay là công ty nhà cung cấp? mình hỏi luôn cả ba trường hợp đúng không? Là khi ngân Bây hàng giờ giải nhá, sẽ có từng trường hợp. Hai ba. Trường hợp ngân hàng giải ngân. Trường hợp thứ nhất. Giải ngân trực tiếp vào số tài khoản công ty nhà cung cấp. Giải ngân này thì chỉ có thay mình thanh toán cho nhà cung cấp thôi chứ làm gì có kiểu thu đâu, đúng không? Lúc này mình sẽ vào tổng hợp hoặc là vào ngân hàng được, nhưng mà thường sẽ là vào tổng hợp. Đúng Mình rồi, từ tài đây thì khoản của mình, nó phải hả? không phải giải ngân vào tài khoản của mình. Thôi đây đi từng trường hợp đi. Vào Rồi tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác. Nợ cho tài khoản 3411 và có cho tài khoản 331 và sang cột đối tượng có. Chọn nhà cung cấp mà công ty mình cần trả. Tức là mình mua cái ô tô này 30 triệu của công ty Toyota Giải Phóng. Nhưng à quên 300 triệu, nhưng mà mình không có tiền, mình phải đi vay ngân hàng giải ngân. Thì lúc này ngân hàng nó giải ngân vào cho công ty Toyota Giải Phóng là 300 triệu, nó trả thẳng vào tài khoản của công ty Toyota Giải Phóng luôn. Hình dung chưa? Thì nó sẽ làm giảm công nợ 331 của mình đi. Cái này nợ cho tài khoản 341 dưới này. có 341. Và hàng tháng mình trả tiền vay thì mình cũng sẽ hạch toán là nợ cho tài khoản 341 và có cho 112 là được. Đây là trường hợp giải ngân trực tiếp vào tài khoản của khách hàng nhé. Khi mua ô tô về thì có phải là mình hạch toán là nợ cho 211, nợ 133 và có 331 không? Bây giờ mình giải ngân thẳng trực tiếp trả cho công ty Toyota Giải Phóng thì là sẽ là nợ cho 331 và có cho 341, khoản vay của mình tăng lên. Đấy không? Và hàng tháng mình trả gốc thì đã là nợ cho 341 và có cho 112. Hàng tháng trả gốc vay cho khoản vay này. Nợ tài khoản 341 thường là 3411 đấy. Có 1421. Đó, đấy là trường hợp 1. Trường hợp 2. Giải ngân vào tài khoản công ty. Cái này là vào ngân hàng này. Chọn thu tiền này. Nợ cho tài khoản 112 và có cho tài khoản 341. Lưu ý đối tượng ở đây. Đối tượng ở đây chính là ngân hàng. Đây đối tượng này này.
ngân hàng giải ngân vào tài khoản của công ty, làm tăng tiền gửi của công ty lên, đúng không? Và ngân hàng thu tiền. Đối tượng ở đây chính là ngân hàng. Đây, ví dụ bản tiền. Thấy chưa? Và diễn giải mình cũng ghi rõ là ngân hàng giải ngân khoản vay, khế ước số bao nhiêu, ghi rõ. Sau đó sang phần thống kê, mã thống kê cũng lại tạo cho cái mã khế ước hoặc là mã hợp đồng vay đấy, là vay theo hợp đồng nào. Cái là đi làm á mà bây giờ chưa có tạo được. Không tạo cũng được, không tạo cũng được, nhưng mà sau này mình muốn kiểm tra cái 341 của từng khế ước thì nó hơi lâu thôi. Không tạo sau này mình kiểm tra nó hơi lâu. Còn khi mà mình tạo mã thống kê thế này này, lúc gì mình tìm kiếm chứng từ liên quan đến mã thống kê đấy, mình nhìn tổng cộng lại ấy, nó rất là nhanh. Bởi vì tất cả mình đều hạch toán hết vào 341 mà. Chứ mình cũng chẳng tách khoảng 341 ra nhiều làm gì cho tài khoản nó phức tạp, hiểu không? Thay vì nó có mã thống kê ở đây thì mình chọn. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai là đối với việc trả lãi cho khoản vay. Trả lãi cho khoản vay thì có phải là nợ cho tài khoản 635 có 112 không? Ờ, thế thì mình cũng phải chọn mã thống kê là trả lãi cho khoản vay của khế ước nào nhá. Bởi vì không biết là ở trong đấy thế nào, nhưng mà ở ngoài này tùy theo chi cục thuế, người ta cũng sẽ kiểm tra cái chi phí lãi vay của từng khế ước. Nếu như mà công ty nào mà vay nhiều ấy, ví dụ như là mình vay 200 triệu, tổng cái chi phí lãi vay của nó khoảng tầm 50 triệu chẳng hạn, thì họ kiểm tra cái khế ước 635 đấy xem nó đúng bằng 50 triệu hay không. Nếu mà mình vượt quá thì họ sẽ gạt ra, bởi vì mình tập hợp không đúng. Lưu ý nhé. Tại vì nó giúp mình thống kê rõ hơn, nhìn thấy được tổng hợp mà mấy nay đi chắc có làm. Ừ, đúng rồi. Chủ yếu là vay vay làm khá có nhiều nên là cho Vi hỏi cái này chút xíu. Cũng cái dạng Vi liên quan tới câu hỏi là ngân hàng giải ngân á. Vi đang làm cái dạng cũng là đối tượng là ngân hàng này, nhưng mà do là cái bạn bên công ty bạn đang làm cái này nên Vi mới thắc mắc. Cái đối tượng này là không? Đối tượng đấy nó phải là ngân hàng. Ngân hàng giải ngân chứ có phải là công ty VAT giải ngân đâu. Tất cả những cái gì mà liên quan đến hạch toán ở trong kỳ, bao gồm là ngân hàng, mua hàng, bán hàng, kho, công cụ, tài sản, đều không có cái gì liên quan đến VAT cả. Bởi vì VAT đang là công ty của mình. Mình cần phải theo dõi những cái nó không phải là của mình, đúng không? Chứ còn mình đi theo dõi cái thằng VAT này làm gì? VAT này là công ty mình mà. Vậy là bạn nó đang làm sai đúng không? Ừ. Vậy thì cái bản chất của thu tiền gửi này là gì? Tại vì Vy bắt đầu hình dung cái hướng nói, nhưng mà tại vì nó mình thu tiền gửi là mình thu của những khách hàng nào? Nhưng mà thằng VAT này nó không phải là khách hàng của mình. Mà ngân hàng nó mới là khách hàng của mình, đúng không? Giống như thằng chi tiền gửi ấy, chi tiền gửi thì mình chi trả cho ai thì mình chọn đối tượng đó, hoặc là mình thu tiền gửi của khách hàng nào thì mình chọn là khách hàng đấy. Ngân hàng này nó cũng là khách hàng của mình này, ngân hàng giải ngân cho mình, đúng rồi, nó đi vào tài khoản của mình thì nó là người đưa tiền cho mình, đúng, thì đối tượng ở đây là nó chứ không phải là mình, đúng rồi, chính xác, hiểu vấn đề. Khi mà bạn hoạch toán như vậy thì nó ảnh hưởng tới cái gì không nhỉ? À, cái này thì thực ra nếu làm nội bộ thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu mà. Kể cả nó mình có sai gì trong quá trình theo dõi hay không? Nếu mà làm nội bộ ở trong năm thì nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu mà đối với lại cuối năm mà mình muốn theo dõi chi tiết của 341 ấy, thì nó lại thành ra là 341 là của thằng Phát chứ không phải là của ngân hàng. Hình dung không? Mà trong khi đó mình vay 341 là mình vay của ngân hàng, trong khi đó mình lại sử dụng rất nhiều ngân hàng. Mà cái 341 này mình lại không theo dõi ngân hàng mà mình đi theo dõi VAT, thì đến cuối cùng mình không biết được là 341 này là mình phải trả cho ai, cho ngân hàng nào. Chứ ai mình lại đi trả cho VAT, đúng không? VAT này là công ty của mình. Đấy.
Thế nên là nó sau này ấy, nếu mà cuối năm làm ở những năm sau để mà theo dõi công nợ ấy thì nó sẽ bị sai. Còn đâu trong kỳ thì nó không hạch toán gì đến báo cáo ảnh gì đến báo cáo cả. thì là có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc khi mình theo Theo dõi là mình dõi, không đúng có biết rồi, được theo dõi công cái nợ, bởi vì 341 nó là công nợ mà. là ví dụ 341 nó thuộc nhóm nợ phải trả đấy. Nếu mà nói theo đúng nguyên lý kế toán ấy thì mình phải biết được là mình phải trả cho ai. Như vậy là cái thằng ngân hàng ấy nó vừa là khách hàng, nó vừa là nhà cung cấp, đúng không? Ngân hàng ấy ngân hàng mình trả tiền cho nó, thì nó à, nó cho là mình vay đấy, thì nó rồi mình ngân hàng nó vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp, thì khi mà mình tạo mã ngân hàng ấy thì mình nhớ tích nó là vừa là nó vừa là cung cấp như thế này này, kiểu như thế này này. sao biết biết là cái hiện Hóa đơn ngoại tệ của bản Việt. hóa đơn mua ngoại tệ vào 4/6 đây. Nó nằm ở trên cái này luôn đấy chứ. Khi mà mình mua đô ấy, mua ngoại tệ ấy, thì nó cũng nằm ở trên cái sổ tiền gửi này luôn chứ, đúng không? Nó làm giảm tiền gửi của mình đi ấy. này á, sao bị hỏi lại hỏi nó ta để mình nhớ lại đó, vì nó mấy ngày nay mình không nhớ là sao bị hỏi đó để mình nhớ. Đúng rồi, khi mà mình mua ngoại tệ từ tiền gửi của mình đi thì nó sẽ thể hiện ở cột có ở trên sao kê này cái số tiền mà quy đổi. Nhưng mà bên ngân hàng họ sẽ xuất cho mình thêm một cái hóa đơn bao gồm số lượng ngoại Đúng tệ và chính tỷ xác, giá. vì cái hóa đơn, vì cái hóa đơn nó mà bị hỏi, đúng rồi. Thì chẳng qua nó là cái hóa đơn thôi, chứ mình có hóa đơn đấy là chứng từ đi kèm cho cái nghiệp vụ mua ngoại tệ ở trên sổ tiền gửi này này. Mình có hạch toán cái hóa đơn đó không? Đúng rồi, bây giờ Không hỏi vậy đó. không không cần. Không cần đâu. À, rồi, vì hỏi đến hỏi câu đó hóa đơn Hóa đơn ABC tháng ABC, hóa 2. đơn về tháng 2, ngày chứng từ là tháng 1. À, đúng rồi. Cứ hạch À, toán cái theo hóa đúng ngày ở trên hóa đơn thôi. à, Hạch toán đúng nghĩa là theo sao? ngày ở trên hóa đơn. Hạch đúng trên Vậy nó hạch toán ở tháng 1. Và bây giờ mình nhìn ở trên sổ sao kê tiền gửi ấy của tháng 1 nó cũng sẽ có cái số tiền đấy đấy. à, sao lại mà sao bị lại hỏi đi ta? À, lý do là Chắc là nó không nằm ở trong tờ khai à? à, là Vi làm mấy cái này cái tuần trước rồi đó mà Vi đặt câu hỏi nên Vi Chắc là không nhớ nó mà Vi không, sao chắc là mình lên tờ khai thấy nó không nằm ở trên tờ khai chăng? à, để Vi coi cái tại sao Bởi ngân vì hàng thường ấy thì ABC là trên tờ khai ấy là nó đã kê tháng 1 xong rồi nhưng tháng 2 nó mới về. Mà trong khi đó cái ngày hạch toán đấy nó lại ở tháng 1. Nếu như mình hạch toán trong tháng 1 khi lên tờ khai thuế nó sẽ nhảy vào tháng 1. Mà mình không biết, mình tích bỏ nó đi để cho nó nhảy sang tháng 2 thì chắc là mình hỏi cái đấy. Đang Sẽ kê cái này vào bảng kê của tháng 2 đấy. Bảng kê thuế của tháng 2 đấy. Vẫn hạch toán tháng 1 bình thường. Vẫn hạch toán tháng 1 bình thường nha. Nhưng mà khi lên tờ khai ấy thì hôm trước nói rồi đấy là mình tích bỏ nó đi. Đây này, khi mà mình lên tờ khai thuế rồi giá trị đã tăng này. Cái hóa đơn đấy là mình kê ở tháng 2. Mình đang làm tháng 1 đúng không? Đấy, nhưng mà cái mình phát hiện ra là cái hóa đơn đấy nó ở tháng 2 thì khi mà mình lên bảng kê ở đây, bảng kê mua vào đây, nhấn vào chữ chọn chứng từ này này. Mình vẫn hạch toán vào tháng 1 bình thường nha. Thì mình tích bỏ cái này ra đi.
Thì đương nhiên cái số chứng từ này tí nó sẽ nhảy sang bảng kê thuế của tháng 2 và nó vào tờ khai của tháng 2. Hiểu chưa? À rồi, cái hiểu có khả năng là do mấy cái tờ này vì đã không tích bỏ này, Ừ. cho nên những cái trường hợp mà về hóa đơn chậm, cho nên đó là lý do tại sao mà cái mấy cái Của mình nó tờ khai nhiều của hơn mình của nó người cao ta lắm. đấy. Đúng vậy, à vì là do cái này. Rồi vì biết lại chút, tôi chụp cái màn hình này lại để mình nhớ là do vì đã không có tích bỏ mấy cái này, Đúng rồi. do các hóa đơn chậm về mà vì cứ để lại. Vậy thì sau đó khi Vi tích bỏ xong rồi, tới khi mà Vi kê tháng 2 tự động nó nhảy luôn hay sao À, không? đúng rồi, đúng rồi. Khi mà tháng 1 mà mình làm chuẩn chỉnh theo đúng số liệu rồi thì mình sang tháng 2 thì tự nhiên nó sẽ nhảy sang tờ khai của bảng kê của tháng 2 luôn nhá. Vẫn phải toán đúng theo ngày bình thường. Rồi Vi hiểu rồi, vậy là do cái mấy cái tầng hai của Vi là có cái nó bị cái đó thì ra con luôn, cái thì nó nhiều hơn, cái thì nó ít hơn so với cái bảng bảng nộp thuế. Đúng rồi. À rồi còn cái này, à, mình tất toán các sổ tiết kiệm đồ á không, Ừ. những cái đi nhóm như vậy nè, Ừ. đóng sổ tiết kiệm đó giống như cái này, Mình đang thua chi đấy? thu nó giống như vậy Mình không gửi nè. tiết kiệm nữa gì thì họ trả lại tiền cho mình gì. À, đúng rồi, nhưng không, nó, tại vì nó cũng nó còn một câu rất là dài dòng, nó còn nó kéo theo một loạt các chi khác, ví dụ bên này. À, bên Vi á, là mở LC, open LC. Bên Vi mở open LC á, thì ví dụ như trong trường hợp này nè, Vi muốn mở open LC có trị giá ở đây, đang nhìn nó không rõ bằng cái đóng số tiết kiệm này. Đây, Vi nhìn kỹ ở đây nha. Vi Ừ. muốn mở một cái LC trị giá là 3 tỷ chín, Đúng rồi. thì Vi cần á đó, Vi mở cái bát oxy 3 tỷ 9 sau 6 tháng những thứ hãy thanh toán, thì để có được lợi nhất á, thì Vi phải để được mở thì Vi phải có cái gọi là tài sản tín chấp. Mục tiêu là Vi không muốn bỏ số kiệm làm gì nè, mà khi mình nhưng mà để ngân hàng họ mở LC thì Vi phải bỏ tiền vô, mà bỏ tiền vô để đạt lợi ích cao nhất á, là Vi sẽ mở một cái sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ 2 này, thì ngân hàng nó mới đồng ý phát hành cho Vi một cái LC trị giá 3 tỷ 9 đó. Thì Vi bỏ số tiền vô là Vi mở một cái sổ tiết kiệm 4 tỷ 2, lấy hạn mức đó ngân hàng sẽ phát hành cho Vi một cái LC 3 tỷ 9. Vi lấy cái LC đó Vi đưa cho nhà cung cấp, thì nhà cung cấp họ sẽ giao hàng. Rồi sau mấy tháng, sau 60 ngày thì bắt đầu á, ngân hàng họ mới thanh toán. Khi ngân hàng họ tới lúc thanh toán thì ngân hàng họ sẽ yêu cầu tất toán cái sổ, đóng sổ tiết kiệm lại. Rồi mới lấy cái tiền 3 tỷ 9 này ra mua đô để thanh toán cho bên nước ngoài đó. Thành ra câu chuyện này vậy thì ba cái này á, Vi hạch toán sao nha. Trong cái trường hợp mà mình đã gửi cái sổ tiết kiệm 4 tỷ 2 này, nhưng mà nó chưa đến thời hạn rút tiết kiệm về, bởi vì mình không có tiền mặt, không có tiền gửi, đúng không? Mình chỉ có tiền tiết kiệm thôi, mình chưa đến hạn rút về mà bây giờ mình rút ra để mua đô thì đương nhiên mình sẽ mất lãi bởi vì chưa đến hạn. Thế thì nó sẽ thế chấp cho mình trước bằng cách là nó sẽ đưa cái số tiền của nó bằng đúng cái số tiền của sổ tiết kiệm của mình để cho mình đi trả tiền cho nhà cung cấp nước ngoài trước. Sau đó đến hạn của mình rồi thì ngân hàng nó sẽ
trả lại cái sổ tiết kiệm cho mình xong rồi mình mới trả lại cho ngân hàng. Nói chung là mình không cần quan tâm đến những cái đấy, đúng không? Bây giờ này, cứ quan tâm thế này đi. Đóng sổ tiết kiệm, rút tiền về, đúng không? Mình bỏ sổ tiết kiệm thì là mình cũng Mình hạch toán 128 đúng không? trong năm nay thì Vi lại sẽ không thấy cái bút toán mà mở sổ mới thấy, chắc là hình như bút toán của thực năm ngoái hay Ừ, sao. đương nhiên, mình thấy nó treo ở trên dư có của 128 đấy. Xuất cái danh sách thu chi tiền này sao không xuất kiểu dạng nợ có nhỉ? Xuất kiểu này hơi khó nhìn này. Thu thu tiền. NT chắc là Chắc thu tại Vi tiền không đúng biết xuất không? đó không. À đúng rồi, đây Chắc thế, để NT Vi chắc là xuất thu ra lại tiền. đây nào không. Bởi vì xuất trên thế Cái này cái đó nhìn là tiền. nhìn hơi khó ấy. Vì không biết xuất rồi bấm vào xuất khẩu thì đúng không, Không, mà không. thi đấu nó à Vào báo cáo phân tích, nhấn chọn báo cáo, à sổ tiền gửi. Cái đấy nó thuộc tháng mấy? Xuất mới cái tháng đấy thôi, tìm cho dễ. Tháng 1. Phải không? Ở đâu thu chi tiền ở đây chứ tháng 5. ok rồi. Cái đấy của ngân hàng Bản Việt đúng không? Ông Hưng TP Ừ. đây là không lên trên đúng mặt Tích bỏ cộng gộp đi này. Xuất cái này thì nó thể hiện thu chi nó dễ nhìn này. đúng rồi, nhìn nó dễ hơn. Cái nãy em đi không biết sao thì suốt là kia nhìn nó không có được, không có đỡ có nhìn không Ngày ra 27 tháng 5 có nhìn quá trời. mà nó có thu chi tồn luôn này. Đây. Hai cái này đang chi ra. Cái này là mình thu về. Đây, đóng sổ tiết kiệm. Nhìn ở trên này. Cái Xuất bên này cái là của bọn nội bộ là gì? đúng rồi nên nó Ừ. mới rõ hết được. Rồi, xuất của bọn nội bộ rồi. À, xem số Đang dư, sắp xem cái số cục dư, chi xem số dư. Xem số dư. Nhìn tài khoản 121 hay 128. có Đây tiền này, tiền gửi gửi đây có tiền này. hạn kìa, Đấy nhá. Ở đây mình gửi là 8 triệu rưỡi, bây giờ mình rút rưỡi tiền 8 tỷ rưỡi, bây giờ mình rút ra 4 tỷ đúng không? Thì mình sẽ gái ghi giảm cho tài khoản 1288. Lúc này mình sẽ nợ cho tài khoản 112 có cho tài khoản 1288. Còn khoản này mình mua đô để thanh toán. Mua đô này hình như là cái này mua xong rồi trả luôn cho nhà cung cấp nước ngoài ấy chứ. không mình mua Đây cái này. nhà toán này của bạn nó bị hình như nó bị sai bản chất rồi nè, tại vì á mua mình lúc mình mua thì ngân hàng họ sẽ giải ngân vào tài khoản của mình Ừ. đô la, rồi từ đô la họ mới thanh toán, còn bạn này bán mạch toán bán cho một thẳng một bút toán luôn á. Vì 288 không biết, đúng không? Đúng vì không? mới hỏi định hỏi Hương cái này là bạn đang làm như vậy là đúng hay sai á, nó có ảnh hưởng gì không, có khó theo dõi gì không hay là sao Hương nhỉ, Không, không, chả ảnh thì hưởng. cũng vậy ta. Chẳng qua nếu như mà mình hạch toán mua đô ấy thì mình sẽ hạch toán thông qua tài khoản 1122. Nợ cho tài Ngoại khoản tệ 1122 và có cho tài khoản 1121. Xong rồi sau đó mình trả cho khách hàng thì là nợ cho tài khoản 331 và có cho 1122. Sao thế được việc à, hay Hương sao nhìn thế? hai cái tài khoản thì Vi với Hương nè, cái khi mà đóng số tiết kiệm Ừ. á Hương, mình bỏ vô có nó nhiêu à, mình bỏ vô 4,2 tỷ, nhưng mà sao mình khi mình đóng mà đóng thêm cái khoản dưới này nữa này. Nhưng mà cái này là nó đang hình như là bên này mình ở anh có Đâu đâu cái này phải xem ở trên ấy, phải xem ở trên sổ tiền gửi xem là cái này có đúng không. Bởi vì nếu mà cái này là nó trả lãi cho khoản tiền gửi tiết kiệm cái này lãi. thì nó hạch toán vào năm 15 là đúng. Còn mà nó liên quan đến phí đóng sổ tiết kiệm thì phải hạch toán vào 642 nếu như nó phát sinh phí. Còn nếu mà nó phát sinh lãi đóng lãi của sổ tiết kiệm là đúng rồi, năm 15 là đúng rồi đấy. Lại đi. Con này nó hạch toán đúng hay không sai đâu. Này phí thanh toán cho người nước ngoài. Phí này là mình trả cho ngân hàng đúng không? Đúng rồi, khi mình trả thanh khi mình thanh toán cái món ở trên á thì sẽ có cái phí thanh toán. Ừ, giống như kiểu là phí chuyển khoản ấy. Đúng rồi. Thế thì sao lại hạch toán vào 331?
Tại vì á là bữa trước Hương cũng có nói cái này đó, là ngân hàng họ xuất hóa đơn cho mình, có xuất hóa đơn. Rồi rồi rồi, là mình hạch toán theo hóa đơn đấy không? Còn cái nào mà không có hóa đơn là mình hạch toán là 642 luôn đúng Cái không? này nó có Ok xuất hóa đơn á. rồi. Hai tám đúng rồi này, 1281 chứ không phải 1288 đâu. Của mình là phải 28 1281 nha, thì nó mới ghi giảm được cái thằng nợ này, hiểu chưa? À, rồi con có 1288 còn mấy cái tiền đó đi mua đô Ừ. đi đâu à, rồi đi rồi, đi hiểu Thì đương nhiên tiền trong ngân hàng của mình có thì không? 142 rồi. nợ thì không? Xong lấy nợ lấy 112 đi mua đấy. Đi hiểu rồi. À, vậy là xong rồi đó không? Vậy bây giờ chốt lại là sẽ đối chiếu tờ khai thuế để lên tờ khai thuế đúng của 6 tháng nhá. Xong thì mình sẽ hướng dẫn phân bổ công cụ khấu hao tài sản cố định và tính giá thành xem những cái chi phí tập hợp cho từng công trình như vậy nó đã hợp lý hay chưa. Ok hơn, đi hiểu rồi.